Đấy nhá, mới chuyển qua này, anh em nhìn giờ này xem được không nhá. Sofone này. Thì bên trái này sẽ là danh sách thiết bị. Có bao nhiêu sẽ hiện hết đây. Đây là cho phép anh em có thể tạo ra từng cái nhóm một. Mỗi nhóm có bao nhiêu máy đấy, tùy. Ví dụ con này nhóm này này. Chọn hai máy xong chọn là nhóm một. Add full to group đây. Đấy, ba con nhá, hai con này. Đây, hai con nhóm một này. Tiếp tục đến nhóm 2. Chọn 3 con đi. Nhóm 3 chọn 4 con. Nhóm 4 chọn này. Thế thì anh em có thể tự chọn được những cái nhóm đấy này, mình thích bao nhiêu máy thì mình chọn. Đúng không? Sau khi chọn nhóm xong thì mình chọn show phone. Thế nên chỉ show đúng những cái máy mà anh em cần thôi. Đúng không? Quay lại config này. Ví dụ chọn này. 2 4 5. Show này. Đúng 5 phone và những cái phone mình chọn nhé, nhưng tiện. Như anh em có hàng trăm phone ấy thì anh em có chia ra khoảng 10 nhóm. Mỗi nhóm 10 10 phone, và anh em chơi bóc. Nhiều bóc ấy, thì mỗi bóc anh em cho 20 phone đây, anh em chia bóc của này, mỗi bóc. Đây ví dụ như chọn tất này. Được chưa? Bóc 1 này. E tù đây, bóc 1 của bằng này. Thế về sâu đây. Trong trường hợp mà chưa có nhóm nào ấy thì anh em ấn vào nhóm ở đây tạo. Bóc không này. Add file này, đây mình có bóc đây, được chưa? Cho tất cả cái này, add bóc không. Chọn sâu thì nó sẽ lên. À, load nha, từ để. Còn lấy hết 20 mấy máy lên đi. Cái này đang chạy bằng wifi hết này. Chứ không phải cắm dây nhá. Máy ok cái nào sau phone về ăn đây được chưa, muốn thằng nào thì ấn vào thằng đấy thôi, để sâu đúng thằng đấy ra. Lần này thì sẽ tiện hơn trước, mình quản lý này cho nó dễ, không màn hình nên dành cho những anh em không màn hình có thể quản lý phone kiểu này là dễ dàng nhất rồi. Ok.